Vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, có một thông tin gây chấn động chính trị thế giới. Nhà hoạt động người Nga là Alexei Navalny đã tử vong khi đang bị giam giữ trong tù. Với nhiều người thì có lẽ cái tên này còn khá xa lạ. Thế nhưng với những ai quan tâm về chính trị, vai trò của người đàn ông này khá quan trọng, không chỉ với nước Nga mà còn với thế đối đầu của Nga với phương Tây. Nổi lên trong vài thập kỷ gần đây, Navalny đã dám thách thức quyền lực tối thượng của Tổng thống Putin và ông nhiều lần bị giam giữ và buộc tội. Và đặc biệt là Navalny còn vài lần thoát chết sau khi bị đầu độc không rõ nguyên nhân. Các tổ chức chính phủ phương Tây đã đe dọa Nga không được động đến người đàn ông này. Thế nhưng rồi cho đến đầu năm 2024, ông đã không qua khỏi. Vậy thì Navalny là ai? Và sự ra đi của ông liệu có phải là do Putin sắp đặt hay còn có ẩn khúc gì khác? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau đây. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, một chuyến bay khởi hành từ thành phố Tomsk, trung tâm của vùng Siberia của nước Nga, để đến thủ đô Moscow. Tuy nhiên, hành trình chiếc máy bay sớm bị thay đổi khi nó hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Omsk gần đó vì một sự cố. Một nam hành khách trung niên kêu lên đau đớn quằn quại, khiến cho máy bay phải lập tức dừng hành trình để đưa ông ta đến ngay bệnh viện cấp cứu. Sự việc sẽ không được truyền thông thế giới chú ý nhiều nếu như người đàn ông bị ngộ độc ấy không phải là Alexei Navalny. Đó chính là một đối thủ chính trị thường xuyên chỉ trích Tổng thống Putin, cáo buộc nhiều quan chức trong chính quyền Liên bang Nga tham nhũng, trong đó có cựu thủ tướng Dmitry Medvedev. Navalny sau đó đã bị hôn mê và phải thở máy trong bệnh viện. Ban đầu các bác sĩ cho rằng ông bị rối loạn chuyển hóa do lượng đường trong máu thấp. Thế nhưng sau đó họ nói rằng Navalny rất có thể đã bị ngộ độc bởi thuốc chống loạn thần hoặc là thuốc an thần có tên là Novichok. Đây là một loại chất độc được điều chế từ những năm 1970 bởi Liên Xô. Một bức ảnh trên mạng xã hội do một người hâm mộ chụp được cho thấy Navalny đang uống trà tại một quán cà phê ở sân bay Tomsk. Người ta nghi ngờ đã có kẻ lén bỏ thuốc và đồ uống của ông. Cuộc điều tra được chính quyền Nga tiến hành ngay sau đó, thế nhưng không có kết luận nào được đưa ra. Trước tình hình căng thẳng này, vợ của Navalny là Julia đã thuê máy bay riêng từ Moscow đến tận Omsk để đưa ông ra khỏi đất nước. Điểm đến là nước Đức, nơi ông được điều trị vì họ lo sợ nếu ở lại Nga thì sớm muộn cũng sẽ mất mạng. Vậy nếu vụ đầu độc có thực thì tại sao lại nhắm đến Navalny? Trước tiên, chúng ta phải biết rằng kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga là một nước đa đảng. Họ xây dựng nên một chính thể Cộng hòa Liên bang, nơi mà các nhà lãnh đạo được chọn thông qua bầu cử và cạnh tranh giữa các đảng phái. Vì nước Nga quá rộng lớn, có quá nhiều sắc tộc và tôn giáo, họ chia làm nhiều nước cộng hòa riêng như là Tatarstan, Bashkortostan, Shakha. Thế nhưng tất cả đều nằm dưới quyền quản lý của chính phủ liên bang tại Moscow. Tuy có nhiều đảng phái, thế nhưng thực chất quyền lực gần như nằm trọn trong tay của đảng nước Nga thống nhất, mà lãnh đạo của nó là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Đó chính là đương kim tổng thống Vladimir Putin. Hầu như trong các cuộc bầu cử, hàng chục chính đảng tham gia những đảng của nước Nga thống nhất vẫn luôn giành phần thắng với số phiếu áp đảo. Vì thế mà không khó để biết rằng kể từ năm 1999 đến nay, gần 30 năm Putin vẫn là lãnh đạo tối cao của xứ sở Bạch Dương. Mặc dù có giai đoạn ông lui về làm thủ tướng, nhường vị trí tổng thống cho Medvedev, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nước Nga đã vực dậy từ đống đổ nát của Liên Xô, trở lại vị thế siêu cường của mình như lúc trước. Thế nhưng không phải người Nga nào cũng thích chế độ hiện tại. Nhiều người cho rằng nó chẳng khác gì sự độc tài, độc đảng và thâu tóm hết quyền lực. Và một trong số những cái tên nổi bật nhất chống đối đó chính là Alexei Navalny. Ông sinh ra vào năm 1976 tại vùng ngoại ô Moscow trong một gia đình có gốc gác Belarus và Ukraine. Do cha mẹ đều là các doanh nhân nên từ nhỏ Navalny sống sung túc. Ông tốt nghiệp đại học tại thủ đô với tấm bằng luật, sau đó nhận được học bổng tại Đại học Yale của Mỹ. Sự nghiệp chính trị của Navalny bắt đầu vào năm 2008 khi mà ông đầu tư 300.000 rúp vào cổ phiếu của 5 công ty lớn nhất của nước Nga, bao gồm Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil và Sugut-Neftchegaz. Ông phát hiện ra trong sổ sách có nhiều thông tin tham nhũng và thiếu minh bạch. Vào năm 2010, ông công bố tài liệu mật về kiểm toán của công ty Transneft, đơn vị chuyên vận chuyển dầu khí. Các lãnh đạo của công ty này đã biển thủ tới 4 tỷ đô la trong quá trình xây dựng đường ống dẫn dầu Đông Siberia, Thái Bình Dương. Kể từ đó, công việc của Alexei Navalny là tìm tòi, vạch trần ra các quan chức tham nhũng. Ông khởi động các dự án cộng đồng nhằm vạch trần nhiều phi vụ làm ăn mờ ám của chính phủ, ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận kể cả trong nước lẫn quốc tế. Thậm chí vào năm 2012, Navalny còn cáo buộc cả phó thủ tướng lúc đó của Nga
là Igor Suvalov đã móc ngoặc với các tỷ phú nổi tiếng như là Roman Abramovich và Alisher Usmanov để trục lợi về cổ phần của các công ty. Lẽ dĩ nhiên là Shumalov đã phủ nhận các cáo buộc và vụ điều tra không thu được kết quả gì. Vào tháng 3 năm 2017, thì Navalny phát động chiến dịch cáo buộc Thủ tướng Dmitry Medvedev, người thân cận bậc nhất với Putin tham nhũng, các nhà chức trách hoặc bỏ qua báo cáo do Navalny đưa ra, hoặc nhận xét rằng báo cáo được đưa ra bởi một tội phạm bị kết tội và không đáng để bình luận. Vào ngày 26 tháng 3 năm đó, thì Navalny đã tổ chức một loạt các cuộc meeting chống tham nhũng ở các thành phố khác nhau trên khắp nước Nga. Ở một số thành phố, các cuộc biểu tình đã bị chính quyền xử phạt. Thế nhưng ở những thành phố khác, bao gồm cả Moscow và Saint Petersburg, thì những đoàn người vẫn không bị ngăn cản. Cảnh sát Moscow cho biết có 500 người đã bị giam giữ, bao gồm cả bản thân của Navalny. Vào ngày 27 tháng 3, ông bị phạt 20.000 rúp vì tổ chức một cuộc biểu tình bất hợp pháp, đã bị bỏ tù trong 15 ngày vì chống lại việc bắt giữ. Đã từng nhiều lần bị kết án, giam giữ, thế nhưng với Navalny không có định nghĩa của chữ sợ. Ông dùng rất nhiều phương tiện mạng xã hội để mà truyền đi những thông điệp của mình, chống lại sự chuyên quyền và sự tham nhũng. Không dừng lại ở việc phản đối, Navalny đã xây dựng các đảng phái để hoạt động phục vụ lý tưởng của mình. Đảng của ông chỉ trích kết quả bầu cử vì nó làm lợi cho đảng nước Nga thống nhất. Ông kêu gọi mọi người dân chống lại Putin. Vào tháng 3 năm 2012, sau khi Putin tái đắc cử tổng thống, Navalny đã giúp dẫn đầu một cuộc biểu tình tại quảng trường Pushkin ở Moscow với sự tham dự của khoảng 14.000 người. Sau cuộc biểu tình thì Navalny bị chính quyền giam giữ trong vài giờ, sau đó được thả. Lẽ dĩ nhiên là các hoạt động này không thoát khỏi con mắt theo dõi của phương Tây. Các nhà hoạt động châu Âu lẫn Mỹ ca ngợi Navalny, gọi ông là tù nhân lương tâm. Chính quyền Nga cáo buộc Navalny nhận viện trợ bí mật của phương Tây để tạo ra các cuộc biểu tình nhằm làm rối loạn đất nước. Vào năm 2013 thì Navalny tuyên bố tranh cử cho chức thị trưởng của thủ đô Moscow. Cho đến tháng 7 cùng năm thì ông được đăng ký là một trong số 6 ứng cử viên cho chức vụ này. Tuy nhiên chỉ sau một ngày, Navalny bị cáo buộc là tham ô và gian lận vào năm 2012. Vì thế ông bị xóa tên khỏi danh sách được bầu cử. Ông đã tẩy chay cuộc bầu cử và tuyên bố sẽ trở lại cuộc đua trong tương lai. Kết quả là Sergei Sobyanin, một đồng minh thân cận của Putin, đã giành chiến thắng, tiếp tục nhiệm kỳ của mình mà không gặp cản trở gì. Thế nhưng mà sự cuồng vọng của Navalny thậm chí còn lớn hơn. Vào năm 2017, ông tuyên bố tranh cử chức tổng thống Liên bang Nga. Điều này không khác gì cái tát thẳng vào mặt của Vladimir Putin. Tuy nhiên kịch bản cũ được lặp lại. Navalny bị cáo buộc với những hành động chống đối chính quyền trong quá khứ. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2017, Navalny đã tổ chức một loạt các cuộc meeting chống tham nhũng ở các thành phố khác nhau trên khắp nước Nga. Lời kêu gọi này được đại diện của 95 thành phố Nga và 4 thành phố ở nước ngoài là London, Prague, Brussels và Bonn hưởng ứng. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2017, Navalny đã bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính bên ngoài văn phòng của ông trong tổ chức chống tham nhũng. Họ phun hỗn hợp màu xanh lá cây vào mặt của ông. Theo báo cáo, ông đã mất 80% thị lực ở mắt phải. Navalny cáo buộc Điện Kremlin dàn dựng vụ tấn công này. Những hành động này bị tổ chức nhân quyền tại châu Âu phản đối. Tuy nhiên vào cuối năm 2017, Ủy ban bầu cử trung ương của Nga đã cấm Navalny tranh cử tổng thống vào năm 2018 với lý do Navalny bị kết tội tham nhũng. Liên minh châu Âu EU cho biết việc loại bỏ Navalny gây ra nghi ngờ nghiêm trọng về cuộc bầu cử. Navalny kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2018, nói rằng việc loại bỏ ông có nghĩa là hàng triệu người Nga đang bị từ chối quyền bỏ phiếu của họ. Tất cả những hành động kéo dài quá nhiều thập kỷ đã dẫn đến kết cục là Navalny bị đầu độc trên máy bay từ Tomsk đến Moscow vào năm 2020. Nó làm người ta liên tưởng đến những vụ đầu độc với các nhà báo Nga như là Litvinenko và cựu tình báo Nga là Skripal đều diễn ra ở Anh, nơi họ xin tị nạn. Các chính quyền phương Tây coi đây là hành động thường xuyên của Nga nhằm loại bỏ những kẻ chống đối, mặc dù Moscow luôn phủ nhận sự liên quan của mình. Tuy nhiên, không như những người chống đối trốn sang nước ngoài, sau khi phục hồi từ điều trị tại Đức, Navalny trở lại nước Nga để tiếp tục lý tưởng chống Putin của mình. Vào tháng 1 năm 2022, thì ông đặt chân trở lại quê hương, thế nhưng ngay lập tức đã bị bắt và cho ngồi tù vì nhiều tội danh, trong đó có tội tham nhũng và chống phá nhà nước. Việc bắt giữ này đã gây ra căng thẳng chính trị cực độ giữa phương Tây và Nga. Mỹ, Anh, Đức và Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi Nga ngay lập tức trả tự do cho ông Navalny. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng của Mỹ là Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để buộc Nga chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng phương Tây không còn nhiều lựa chọn để gây áp lực cho Nga bởi nước này đã chịu nhiều biện pháp trừng phạt từ trước đó rồi. Buổi sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, Navalny đi dạo trong khuôn viên của nhà tù tại Nga thì bỗng cảm thấy không khỏe, rồi ông bị bất tỉnh gần như ngay lập tức.
Các nhân viên y tế được gọi khẩn cấp ngay sau đó, thế nhưng mọi thứ đã quá trễ. Người phát ngôn của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết việc tìm ra nguyên nhân cái chết của Navalny là tùy thuộc vào các bác sĩ. Alexei Navalny đã ra đi. Vậy liệu trong tương lai còn có những Navalny khác nữa hay không? Phương Tây chắc chắn sẽ không ngừng ủng hộ những kẻ chống đối Putin và số phận của nước Nga có lẽ sẽ thay đổi nhiều sau khi mà Tổng thống hiện tại qua đời.